Hello mọi người. Đây em có con John Sirius 2051 nha. Mà dòng này là John Sirius, nó là của thủy điện và cái này chạy nó giống như mấy em hú. Mấy dòng này cực kỳ chất nha. Đây, công suất là 51cc nha, 51 kg, chạy xin nỡ 325, gần xin đại luôn. Dọn xe đi có mới chưa xe hả, máy như chưa xài giật hơi nha, rồi quá chắc luôn. Đây, con này thì giật nó hơi bị nứt cái bộ giật. Con này hệ nha mọi người, cắt rất là khỏe, cắt khe thép tầm trung rồi rất là bóc luôn. Để nhìn mẫu nó rất là hệ, turbo chạy rất là sướng luôn nha. Dùng cho đi turbo, máy như chưa xài, chân ốc nam. Rồi con này thì và giá công khai luôn cho mọi người nha. Chụp giật nó hơi bị bể đây này, kiểu chụp giật nhựa hơi nứt, giật thì nó hơi bị bắn ra hơi nặng quá, dày giật như mới luôn. Con này mức giá 2,1 triệu nha mọi người, máy phải cọc mới đi hàng. Rồi, chào mọi người. Lâu lâu lên con nẻ mọi người, máy rất là VIP.